Xuân Ngọc xin chào mừng đến toàn thể các anh chị em và các bạn đã và đang theo dõi video trên kênh Xe Máy Xuân Ngọc của mình. Video ngắn của hôm nay mình chia sẻ đến cho anh em và các bạn cách kiểm tra mạch điện đèn pha và cũng để biết được cái nguyên lý hoạt động và cái màu dây chuẩn trên tất cả những dòng xe từ xe du hay là xe Sirius như thế này để cho các bạn tiện áp dụng từ cách kiểm tra và biết được cái nguyên lý hoạt động rồi là cái màu dây chuẩn trên tất cả những cái dòng xe du hay là xe si của Yamaha này, để khi các bạn gặp trục trặc về cái vấn đề mạch điện đèn pha để các bạn tiện các bạn kiểm tra chỉnh sửa và sửa chữa cho xe của mình một cách nhanh và chính xác nhất. Như thường lệ thì các bạn đang quan tâm về chủ đề sửa chữa xe máy thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi và bật chuông thông báo để nhận được thông báo mới mỗi khi kênh Xe Máy Chuyên Học của mình đăng video mới lên kênh. Trước hết các bạn muốn kiểm tra được cái mạch điện đèn pha trên tất cả những cái dòng xe du hay là xe Sirius như thế này thì các bạn sẽ tháo mở đầu đèn xe của các bạn ra giúp cho mình để các bạn tiến hành các bạn kiểm tra cái mạch điện đèn pha. Trên kênh Xe Máy Chuyên Học của mình thì cũng đã có những các cái video lý thuyết về những các cái sơ đồ về cái mạch điện đèn pha từ xe Honda cho đến cái dòng xe Yamaha do là những cái dòng xe Jupiter hay là xe Sirius này rồi. Còn video của hôm nay mình sẽ thực hành cách kiểm tra do là cái nguyên lý hoạt động hay là cái màu dây chuẩn trên những cái dòng xe của xe su hay là xe Sirius như thế này để cho các bạn tiện các bạn áp dụng cách kiểm tra để ban bệnh bắt bệnh một cách nhanh và chính xác nhất mỗi khi xe của các bạn đang gặp trục trặc về cái vấn đề mạch điện đèn pha. Khi các bạn đã tháo mở hết ốc trên đầu đèn xe của các bạn ra rồi thì các bạn sẽ tháo mở đầu đèn xe của các bạn ra. Các bạn sẽ gỡ cái rắc của bóng đèn pha và cái rắc của điện đèn xi nhan ra. Và đây là cái hệ thống mạch điện đèn pha, nó sẽ bao gồm là có rắc điện đèn pha này. Thì từ cái rắc điện đèn pha này nó sẽ có 3 dây. Một dây màu đen là dây mát được cấp vào cho điện đèn pha hoạt động. Đồng thời nó cũng là dây mát chung của hệ thống trên tất cả những cái dòng xe của Yamaha. Tiếp theo là một cái dây màu xanh mát. Dây màu xanh mát này là dây điện của đèn cốt. Khi các bạn xuống cốt thì nó sẽ cấp ra bằng một cái dây màu xanh mát này. Và cái dây màu vàng, dây màu vàng này là cái dây điện đèn pha khi các bạn lên pha. Khi xe của các bạn mà gặp tình trạng đèn pha không sáng thì các bạn cần phải kiểm tra đến những các cái dây nguồn mà cấp vào chua rắc điện đèn pha này để tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục. Tiếp theo là một cái rắc điện 4 dây. Cái rắc điện 4 dây này là rắc điện của cụm công tắc điện đèn chính hay còn gọi là điện đèn pha. Bên tay cầm phải xe của các bạn thì nó sẽ bao gồm là có công tắc điện đèn pha và công tắc đèn thì nó sẽ có 4 dây. Thì từ cái rắc 4 dây này nó sẽ có một dây màu vàng đũa. Dây vàng đũa này là dây nguồn cấp của mạch điện đèn pha hay còn gọi là mạch điện đèn đêm, được cấp từ dưới máy phát lên cho công tắc điện đèn pha hoạt động. Và một cái dây màu xanh dương sọc điện này là cái khi các bạn bật công tắc điện đèn pha nó sẽ cấp nguồn ra bằng một cái dây màu xanh dương sọc điện này sang bên công tắc pha cốt bên tay cầm trái xe của các bạn khi các bạn lên pha hoặc các bạn xuống cốt. Đây. Còn bây giờ mình sẽ nổ máy khởi động lên để mình tiến hành mình kiểm tra mạch điện đèn pha. Các bạn sẽ dùng bộ đồng hồ hay bóng thử để các bạn kiểm tra. Các bạn sẽ kết nối một nguồn của đồng hồ hay bóng thử vào dây điện màu đen là dây mát chung của hệ thống trên cái dòng Yamaha. Nguồn còn lại các bạn sẽ kết nối vào dây màu vàng đũa để các bạn kiểm tra nguồn điện mạch điện đèn đêm từ dưới máy phát điện cấp lên cho công tắc điện đèn pha. Và các bạn sẽ bật công tắc điện đèn pha và các bạn sẽ kiểm tra dây màu xanh dương sọc điện này là cấp nguồn điện sang chua công tắc pha cốt bên tay cầm trái xe của các bạn.
Nếu như tình trạng mà đèn pha không sáng, các bạn cần kiểm tra dây nguồn từ dưới máy phát cấp lên cho công tắc điện đèn pha, rồi là công tắc điện đèn pha hay là dây màu xanh dương sọc điện. Đồng thời khi các bạn bật đèn pha thì đèn báo tốc độ đồng hồ nó sẽ sáng cùng. Tiếp theo thì các bạn cần kiểm tra rắc điện đèn pha. Thì các bạn sẽ kết nối một nguồn vào mát dây màu đen và các bạn sẽ bật công tắc xuống cốt. Và các bạn sẽ kiểm tra dây màu xanh lá. Tiếp theo thì các bạn bật lên pha và các bạn sẽ kiểm tra dây nguồn màu vàng là dây điện đèn pha. Đây, dây màu vàng là dây điện đèn pha. Khi điện đèn pha trên những cái dòng chiếc Jupiter hay là chiếc Sirius như này không sáng thì các bạn sẽ tiến hành các bạn kiểm tra từng bước một giúp cho mình để các bạn tìm ra cái nguyên nhân và cách khắc phục, chỉnh sửa và sửa chữa cho xe của mình một cách nhanh và chính xác nhất. Như vậy là video ngắn vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn biết được cái nguyên lý hoạt động và cái màu dây chuẩn của cái mạch điện đèn pha trên tất cả những cái dòng chia du hay là chia si rớt như thế này. Để cho các bạn áp dụng thì các bạn xem video của mình, nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Và cho nó cầu xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Xin chào hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.